đầu tiên là mình sẽ khởi động Excel bằng cách là mình vào Start, chọn Program, chọn Microsoft Office và chọn Excel. Đây là cái màn hình giao diện chính của Microsoft Excel, bao gồm các thanh menu nè, thanh công cụ nè và thanh địa chỉ. Thì Excel là một chương trình bảng tính được bao gồm các cột và các dòng. Cột thì được đánh số, được đánh thứ tự bằng chữ cái alpha b, dòng là được đánh số thứ tự theo dãy số tự nhiên. Thì giao nhau giữa dòng và cột người ta gọi là ô. Mỗi ô có một cái địa chỉ ô. Địa chỉ, cách đặt địa chỉ như sau: thứ nhất là tên của cột, thứ hai là thứ tự của dòng. Ví dụ đây là ô B4, ô B4 hệ tô màu vàng lên đây. Đấy, và tương tự như vậy, ô này là ô E6. Và trong ô mình sẽ có những cái dữ liệu như thế nào? Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về dữ liệu của ô. Thứ nhất là dữ liệu chữ số và nhập số 12. Dữ liệu phân chữ A, B, C. Thì các em lưu ý về dữ liệu chữ số là luôn luôn nằm ở phía bên phải của ô, và dữ liệu chữ text là luôn luôn nằm ở phía bên trái của ô. Các em chú ý. Và mình sẽ tiến hành là định dạng kẻ khung cho cái một cái bảng bằng cách là mình sẽ bôi lên cái vùng cần kẻ khung, sau đó mình sẽ chọn cái biểu tượng on border trên đây. Và cái dòng đầu tiên người ta gọi là dòng tiêu đề, số thứ tự rồi tên thế nào, dòng tiêu đề. Các em có thể định dạng chính động, canh giữa, tô màu, vân vân rất là nhiều, và điều chỉnh kích thước này. Các em có thể điều chỉnh kích thước của cái dòng, kích thước của cột, kích thước của cột thu hẹp lại. Và mình sẽ thực hiện là cho cái dữ liệu trong ô đó nằm ở chính giữa ô, bằng cách là mình sẽ chọn hết cái vùng mình cần dạng right click, mình chọn format cell, chọn alignment, chỗ vertical, chọn center. Ok, rồi bây giờ làm sao để mình xuống